Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói không có chuyện khóa mới, sới chuyện kỷ luật khóa cũ. Ông Nhân nói rằng ban chấp hành khóa này chỉ bàn những vấn đề đang đặt ra của cuộc sống từ vụ Thủ Thiêm ngập nước và chuẩn bị cho đại hội. Như vậy, xem ra ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 công khai ra mặt về việc sẽ không có bất kỳ truy cứu trách nhiệm hình sự nào theo yêu cầu của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận. Nếu vi phạm đến mức thì phải thi hành kỷ luật, thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của điều lệ đảng, pháp luật của nhà nước và những nội dung nêu trong quy định này. Trích điều 2 quy định 102 QĐ trên TVK về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2017. Ông Lê Thanh Hải là người của khóa cũ và cũng từng là quan thầy trực tiếp của ông Nguyễn Thiện Nhân, nên ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ không chấp những sai phạm của vị tiền nhiệm ấy. Xem ra mai đây nếu ông Lê Thanh Hải có xui rủi sổ khám giống như Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín thì đó không hề dính dáng gì đến đương kim Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Và nếu đúng như tuyên bố nói trên tại phiên khai mạc hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020 thì Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đang đứng trước đe dọa cáo buộc chống quy định của Đảng. Hiện tại thì đúng là đảng viên Lê Thanh Hải chưa nhận được bất kỳ kết luận về vi phạm pháp luật, song Lê Thanh Hải đã góp phần trong việc làm giảm uy tín của tổ chức đảng. Đồng thời Lê Thanh Hải còn gây mất lòng tin trong nhân dân về khả năng vận hành bộ máy kỹ trị quốc gia của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, nếu thực sự ông Nguyễn Thiện Nhân toàn tâm toàn ý phụng sự đảng thì ông Hiểu cần phải chủ động ra sao trong xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật của đảng viên như Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang và cả những Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân là đang hết sức cấp thiết trong bối cảnh đảng đang chịu quá nhiều tai tiếng về nhân sự, về cát cứ trong thời loạn sứ quân, ngay trong chính nội bộ của đảng cầm quyền. Đảng quyết định gì về chuyện trị những đảng viên như Lê Thanh Hải, dàn tham mưu cho Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chắc chắn nắm rất rõ. Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét kết luận. Nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của điều lệ đảng, pháp luật của nhà nước. Đây là những nội dung được nêu ra tại khoản 2 điều 1 quy định ở điều 102 QĐ trên TVK của Ban chấp hành Trung ương về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo đó, hướng dẫn số 04HG UBKTTVK ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều quy định trong điều 102 QĐ trên TVK ngày 15 tháng 11 năm 2017 cũng nêu rõ tại khoản 2 điều 1 quy định này là đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu và đã chuyển sinh hoạt đảng mới phát hiện có vi phạm ở nơi sinh hoạt đảng trước đây mà chưa được xem xét xử lý thì tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của các tổ chức đảng đó sẽ xem xét xử lý theo quy định. Trong trường hợp cụ thể, đảng viên Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang ở dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm thì theo khoản 5 điều 2 quy định 102 QĐ trên TVK ngày 15 tháng 11 năm 2017, đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không xử lý nội bộ. Nội dung này hướng dẫn số 04HG UBKTTVK ngày 22 tháng 3 2018 nêu cấp ủy ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ cấp huyện trở lên khi phát hiện đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xem xét xử lý, không được giữ lại để xử lý nội bộ.
Đảng viên vi phạm pháp luật đang bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền thụ lý theo quy định của pháp luật thì tổ chức đảng không được can thiệp để đảng viên chỉ bị xử lý kỷ luật về đảng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý về hành chính. Đoàn thể ai dám nói hải quân đua tài ăn đất Thủ Thiêm. Các diễn biến trong những ngày gần đây cho thấy vụ việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm liên quan đến các tố cáo sai phạm của Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân sẽ được Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân hóa giải theo hướng hòa cả làng, không ai sai phạm cả. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Thanh tra Chính phủ kết luận 5 khu phố nằm trong ranh giới là tựa bài báo trên tờ Infonet, chuyên trang của báo điện tử Vietnamnet thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, phát hành lúc 20:39 ngày 1 tháng 10 năm 2019. Thông tin trên được người đứng đầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bên lề một cuộc họp diễn ra ngày 1 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nhân cũng cho biết Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không làm lại chính sách cho khu này. Bài báo viết và tường thuật rằng mình mở bản đồ Thủ Thiêm ra sẽ thấy 5 khu phố hoàn toàn không nằm trong giáp danh mà nằm ở trong không có cơ sở. Nhưng người dân thắc mắc thì mình phải trả lời. Còn kết luận đã có nói rõ rồi, ông Nhân cho hay. Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, kế hoạch bồi thường cho khu vực này đã làm từ lâu và hiện đã xong. Chính sách đã công bố rồi mà và không làm lại nữa, ông Nhân khẳng định. Như vậy, thêm một lần nữa, ở khu quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, người dân đã sai, chính quyền luôn luôn đúng. Dĩ nhiên, người dân Thủ Thiêm không đồng ý với kết luận kiểu mình mở bản đồ Thủ Thiêm ra sẽ thấy của ông Nguyễn Thiện Nhân. Vì người dân cũng mở bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm với các con dấu và những chữ ký xác lập tính hợp pháp lại cho thấy 5 khu phố ngoài danh. Hồ sơ chuyện trong ngoài danh này thì báo chí đã đăng rất nhiều và chục phe nhóm của hải quân đua tài cũng được hồ sơ xác định rõ về chứng cứ sai phạm pháp lý. Có ý kiến ngay cả đất đai khu vườn rau Lộc Hưng ở quận Tân Bình vào năm 2018 mà Bí thư Nguyễn Thiện Nhân vẫn làm ngơ cho chính quyền dẫm đạp lên pháp luật để cướp trắng trợn giữa ban ngày, cận kề ngày Tết cổ truyền thì xá gì chuyện Thủ Thiêm giằng dai cả 20 năm qua. Với dịch dắt hồ sơ pháp lý, có lẽ Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hiểu rõ lời dân gian về chân mình thì lấm mê mê, nên ông ấy không dám cầm nghị quyết đảng mà dê chân hai Nhật, bà đua hai quân. Khi tuyên bố không có chuyện khóa mới xới chuyện kỷ luật khóa cũ, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã phóng ra thông điệp hòa bình đối với thành phần tội phạm Thành Hồ trong các nhiệm kỳ trước, đứng đầu là Lê Thanh Hải và thách thức chủ lò Nguyễn Phú Trọng cùng phụ tá đốt lò Trần Quốc Vượng. Trong khi Nguyễn Phú Trọng sới cho than quá khứ của đồng chí Nguyên để đốt lò phe địch thì Nguyễn Thiện Nhân khẳng định điều đó hoàn toàn không đúng, bởi vì những sai phạm đó diễn ra từ khóa trước. Ban chấp hành khóa này chưa bao giờ họp bàn về việc đánh giá các bộ phận của khóa trước như thế nào rồi bàn kỷ luật hay không. Chúng tôi không bàn đến chuyện đó. Như vậy, trước thềm họp Ban chấp hành Trung ương Cộng sản Việt Nam thứ 11, các quan chức Thành Hồ đương chức và về hưu đã đoàn kết chống lại quan chức Thành Hà. 2 năm về trước, vào ngày 15 tháng 11 năm 2017, Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Quốc Vượng đã thay mặt Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương ký quyết định 102 QĐ trên TVK về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong quy định này, ở điều 1 mục 2, đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét kết luận. Nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của điều lệ đảng, pháp luật nhà nước và những nội dung nêu trong quy định này. Do đó, tuyên bố của Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ Thành Hồ vào chiều ngày 2 tháng 10 năm 2019 là một thách thức đối với quyết định cho Trần Quốc Vượng ký. Không những không xới cho tàn quá khứ và xem thường chủ lò Nguyễn Phú Trọng qua việc Ban chấp hành khóa này chưa bao giờ họp bàn về việc đánh giá
các cán bộ khóa trước như thế nào. Nguyễn Thiện Nhân còn lên án hoạt động thanh tra của Trung ương đã ngăn chặn quá mức tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Các cuộc thanh tra 2 năm gần đây cho thấy trong luật pháp liên quan đến xây dựng, đầu tư, quản lý đất đai có những điểm chưa hoàn chỉnh và còn xung đột. Điều này cũng làm chứng lại trong phê duyệt dự án, nhà đầu tư thận trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của thành phố. Hậu quả thấy rõ là trong khi các ngành đều tăng trưởng thì ngành xây dựng lại bị giảm. Xem ra muốn đốt lò Lê Thanh Hải và các đàn em của Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân, những tên trùm mafia cướp đất Thủ Thiêm không phải là chuyện dễ dàng cho chủ lò Nguyễn Phú Trọng và phụ tá đốt lò Trần Quốc Vượng. Cuối cùng thì nạn nhân của tập đoàn cai trị Cộng sản không cần biết phe nào cũng là những người dân Thủ Thiêm mất đất, mất nhà. Mối quan tâm của các quan không bao giờ là giải quyết các oan ức mất mát của dân mà chỉ ưu tiên bảo vệ phe ta, chống phe địch, giữ được ghế và tiếp tục ăn cướp đất của dân. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.